ca sĩ Việt Nam có chất giọng nam trung. Chất giọng của ông khá là ấm, rất là kiểu nam tính và không có bị chuông. Ông phù hợp với bài hát mà kiểu dạng nội lực như này. Và kỹ thuật của ông khá là tốt, rất là tốt, khá là tốt. À, nó một ca sĩ gần như bậc nhất Việt Nam rồi. Chất giọng. Chứ không thể so với những người lượt trước rồi, nhưng mà mình sẽ nói tới hiện tại nha. À, ông này nữa nè, Thành Di. Ông biết Thành Di không? Trời ơi, bồ mẹ quá. Thành Di ngày xưa nổi. Thành Di bị một cái là tư duy âm nhạc.